Đúng ra chiều hôm nay á, là mình không phải làm cái điều này đâu nha các bạn. Nhưng mà do là ở trên kênh á, có rất là nhiều bạn bình luận nói với mình á, là con diều mà bằng bọc á, làm xong rồi thả nó không có bay, hoặc là làm thả lên chút xíu nó lủi xuống á. Thì bữa nay mình sẽ làm một cái clip này, là mong là sẽ hướng dẫn cho các bạn làm được con diều bọc truyền thống nha các bạn. Nó có thể thả bay cao và bay đầm bình thường nha các bạn. Thì ở đây là mình dùng cái bọc đen này nha, bọc ni lông màu đen nha, mình cắt ra nha các bạn. Con diều này mình làm cũng không có bự lắm nha, cũng vừa phải thôi. Mình làm nhỏ nhỏ như vậy nè để mình dùng dây chỉ thả đồ, chỉ mài đồ á, mình thả lên diều mình nó bay rất là đầm luôn nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ làm từ từ cho các bạn nha. Đầu tiên là mình cắt cái thân con diều ra trước đi. Gió là. Thì cái clip này mà các bạn làm chú ý theo mình thì tất cả các bạn đều làm con diều bọc nó bay được nha các bạn. Đó. Rồi. Cái bọc mà khi mà mình cắt ra rồi á, nếu như các bạn để ra rạch ra các bạn làm con diều liền luôn á, là bảo đảm với các bạn bay không bao giờ được, bay lên chút xíu lủi liền. Tại vì là lúc đó là mấy cái ghe này nó không có đều nhau á các bạn, cho nên mình phải xếp nó lại. Rồi mình xếp lại như thế này nè. Đó, mình nhập thêm một cái nữa, các bạn xếp nó lại 3 lần nha các bạn. Thì lúc này á, các cái cạnh của con diều, của cái thân con diều này nó được bằng nhau rồi. Thì mình sẽ cắt bỏ đi cái phần này nha. Cái phần mà này các bạn thấy không, khi mà mình xếp lại á, là cái bọc của mình nó dư ra mấy cái này nè. Mấy cái này mà các bạn gắn vô liền á, là thả kiểu gì là cũng bị con diều nó không bao giờ đậm được. Mình phải cắt bỏ nha. Đó, mình bóp bóp chặt cái bọc ni lông lại là mình cắt thôi. Rồi xong, bỏ này đi. Đó thì cái này đó là nó mới đồng được nha các bạn. Bốn cái cạnh này nó bằng nhau, chắc chắn là nó sẽ bằng nhau luôn rồi đó. Còn phần này phần đuôi mình để đi, mình chưa làm ha. Ở đây là cái thân chính của con diều nha các bạn, để mình đo rồi mình cắt ngang cho nó đều luôn. Đó, mình uốn uốn cho nó ngay lại một cái nha. Rồi xong, đó mình cắt vô nè. Cái này mình chú ý nha, vừa luôn nè, thấy không? Mình để vừa đụng cái đầu này với cái đầu này của con diều nha. Còn phần cánh cung á, đây cánh cung đây, cắt rõ đầu luôn. Các bạn làm gì các bạn nhớ là cái cánh cung này lúc nào các bạn cũng làm mỏng vừa phải, không quá dày nha. Tại vì đây là cái phần mà đón gió của con diều á, nó mỏng như vậy nè, nó sẽ dễ bay hơn. Cái cánh cung này mình sẽ làm sát cái ý này như gì được nha các bạn. Đó, mình cung nó vô sát đây được ha, ở phản độ này được rồi. Thường thường thì mình làm tới đây à, tới đây là vừa bay luôn rồi đó, chứ mình không có làm sát ngoài cái ghìa này nha. Mình làm vô đây chút xíu là mình dán keo, hay là mình dán cái nhang nó cũng dễ nha các bạn. Rồi mình cắt ngang đi. Rồi xong, vậy là coi như là xong cái phần thân chính rồi. Thì bây giờ tới cái phần mà dán á, thì có hai cách dán. Mình thường thường á, là mình dùng cái bọc ni lông này nè, mình cắt nhỏ ra. Đó, mình cắt nhỏ như thế này nha. Rồi sau khi mà cắt nhỏ xong á, thì mình mới đặt cái, ví dụ như bây giờ là cái nan nó nằm đây. Đó thì mình để miếng giấy vô như vậy, mình để cái miếng ni lông mình vô á, xong rồi mình lấy nhang mình thui nó, mình thui thui đầy miếng cũng giống như là cái miếng keo vậy đó. Nhưng mà để cho các bạn làm mà nó dễ làm á, thì mình sẽ dùng băng keo nha. Chứ sợ mấy bạn không chưa biết làm nhiều này mà các bạn chấm nhang nữa thì nó chặt tới chặt lui nó khó lắm các bạn ơi. Bây giờ mình dùng băng keo đi. Dùng băng keo dán là khỏi chấm nhang hả anh? Băng keo dán là khỏi chấm nhang, mà chấm nhang là khỏi dán băng keo. Tại vì mấy bạn hỏi mình đa số là các bạn chưa có biết làm con diều này, rồi sợ như các bạn dán bằng nhang á, thì lúc đó nó lù bu, nó khó nữa, nó chạy tới về lui rồi bắt công con diều nó không lên nữa. Cho nên là mình dùng băng keo nha. Rồi xong cái thân chính rồi các bạn ơi.
Rồi tiếp theo là cái cán cung nha các bạn. Thì nãy mình cũng để rồi ha. Bây giờ mình để vô vị trí này là mình dán cái nó là được rồi. Mình nên dán hơi khó rồi. Ok, có dịnh mẹ cánh hả? Nè, anh dịnh bên phía bên kia kìa, anh ngồi xuống dưới đi. Ờ, dịnh đó nha. Dịnh đúng rồi, dịnh đầu đúng rồi đó. Buông buông này chút, buông này chút. Cái này có một mình dán hơi khó bạn ơi. Mượn anh xa anh vô anh dịnh tiếp. Đó. Có nhiều người nói ở đây không dán keo. Nhưng mà mình tất cả con diều của mình làm là mình đều dán keo hết nha. Khi mà mình dán băng keo như thế này á thì các bạn bình thường là dán băng keo xong như vậy là bắt đầu ôm con diều đi thả liền phải không? Thì nói luôn, nếu mà các bạn dán xong như vậy mà bạn đem đi thả thì kiểu gì con diều nó cũng không có bay được, cho những người mà chưa biết làm nha. Những người mà có kinh nghiệm làm diều thì không nói, còn mấy người mấy bạn mà chưa biết á thì cầm con diều như vậy nè mà đi thả chút xíu là nó lủi liền. Thì chỗ này nè là cái chỗ mà dễ bị lủi nhất nè các bạn. Để đây mình chỉ cho các bạn nha. Thì ở cái vị trí hai góc này á, các bạn thấy không, chưa có gió nữa mà mặt keo nó bung ra nè. Cái keo này nó không chịu được cái cánh cung này, cho nên á mình dùng cây kim nha, mình mai ở đây lại, mình mai hai cái vị trí này lại. Đó, cái chỗ này á mình không cần mai nhiều đâu, một vòng chỉ là được rồi các bạn. Rồi rút lại luôn. Đó. Rồi cắt nha. Ở đây cũng vậy nha. Chỉ cần hai chỗ này thôi, hai chỗ này mà mình có chỉ mình cố định lại là được, không có cần cái gì nữa trơn á. Đó, xỏ xuống. Không xỏ lên cái nữa. Rồi, như vậy là mình cột lại cái nữa nha. Đó thì con diều mà mình làm hai cái chỗ này rồi á thì các bạn nhìn nè. À, các bạn nhìn nè, thấy không? Là con diều mình cảm thấy nó chắc chắn hơn nhiều luôn không các bạn? Đó. Thì mình sửa lại chút xíu nữa là xong rồi. Còn cái phần vị trí này á mình mới chút xíu nữa mình mới cột vô một cái mối dây chỗ này nữa để mình làm cái lèo cho con diều mình đó nha. Như vậy là coi như là xong rồi. Bây giờ mình để đây đi. Tiếp theo là mình làm cái phần đuôi nha các bạn. Thì cái con diều mình nó cũng không có lớn lắm thì mình làm cái đuôi nhỏ thôi. Cái đuôi nhỏ mà đuôi dài là con diều mình nó bay đầm liền. Rồi. Sau khi mình làm hai cái đuôi nha các bạn. Đây mình làm được hai cái đuôi như thế này nè. Đó bạn thấy chưa? Thì bây giờ mình bắt đầu mình thui vô trong cái con diều nha. Mỗi bên cái nha các bạn. Hai bên là được hai cái đuôi. Đó thấy không, cũng thui giống như bình thường thôi. Đó, mình thui xong mình lấy tay mình nhấn xuống một cái thì là nó dính vô liền, dính chắc lắm, là đừng lo gì chân nha. Thì cách làm diều này từ hồi xưa rồi mà, hồi xưa là tụi mình chơi diều đâu có xài băng keo, chứ đâu có xài đúng rồi, đâu có xài băng keo đâu, chỉ xài mỗi một cái nhang với cái bọc này thôi là thả bay tuốt rồi. Còn bữa nào mà chơi diều giấy á thì sẽ dùng cơm nguội nha các bạn. Còn bây giờ sướng quá trời rồi, có băng keo dán tẹt dính. Đó, mình thui cho nó lủng cái là mình chấm cái tay mình vô là nó dính lại liền, thấy không? Mình bóp lại cũng được nữa. Rồi xong. Còn ở trên này mình chấm hai lỗ nha. Hai cái lỗ này để mình cột cái dây lèo vô nha các bạn. Đó, mình chấm gì nè. Đây các bạn thấy mình chấm không? Ở cái phía trên này một cái, phía này một cái, để chút xíu nữa mình cột cái dây mình lồn vô đây mình rút được cái này lại luôn nha. Cái này nó chắc lại luôn nha các bạn, nó không có bị bung con diều mình nha. Vậy là coi như là xong nha. Đó, cột dây nó cũng quan trọng lắm nha các bạn, cột mà không chính xác là nó không có bay được đâu nha. Thì đây nè, bây giờ mình chỉ các bạn luôn nha. Cái mối dây đầu tiên là mình cột ngay chân cái vị trí này nè, chỗ cái dao của cái cung này nha các bạn. Còn cái ở phía dưới á là mình cột ngay chân cái gốc giúp dưới cùng của con diều nha. Rồi ngay chân cái chỗ vị trí này á thì cái phần dây này các bạn chia làm 3 đoạn là được à. Đó,
cái phần dây từ đây đây nè, từ dây nè tới đây nè, thì các bạn chia làm 3 đoạn, ngay 1/3 nè, ở trên các bạn rút lại giùm mình một cái nha. Nè bạn thấy không, mình rút một cái đầu như thế này nè, rút lại một cái để làm chi, chút xíu nữa mình cột chỉ vô trong này á, nó không có bị chạy con chỉ. Để nhiều khi các bạn không rút, các bạn cột vô giống như cột vô đây luôn á, thì thả lên nó gió nó thổi một hồi là con diều mình nó lủi liền đó. Thì các bạn thấy ở đây là cũng vừa phải rồi, phải không, cũng vừa cái mức của mình muốn rồi đó. Thì mình siết lại dưới này luôn nha. Rồi coi như là xong đó, như vậy là được rồi đó bạn ơi. Đảm bảo các bạn là con diều này bay vi vu luôn đó, thấy chưa, cũng dễ đó nha các bạn. Thì cái clip này á, là mình làm cho những bạn nào mà yêu cầu mình là cái cách mà để làm con diều cho thật là chi tiết luôn đó. Thì cũng mong là các bạn sau khi xem xong clip này các bạn làm được con diều nha. Bây giờ mình sẽ đi thả con diều, và mình cũng đi thả cái con diều Doraemon lúc sáng của mình luôn nha các bạn. Không biết Doraemon nó bay được không nữa, nhiều bạn nói nó không bay sợ quá. Cái con diều bọc mình làm xong, bây giờ mình chuẩn bị thả thử nha các bạn. Với cái con diều Doraemon nè, sáng làm xong rồi, bây giờ nâng cấp thêm chút xíu cái hình tam giác ở ngoài cho nó dễ bay nha các bạn. Giờ mình để con Doraemon đây đi. Rồi, giờ mình sẽ thả thử con diều bọc này nha. Nếu may mắn thì nó bay luôn khỏi chạy. Lên luôn rồi đó. Mấy con diều này là cực kỳ dễ bay luôn nha các bạn. Chỉ cần có miếng gió là bay tiếp luôn. À. Rồi lên cao đi con. Mấy con diều này mình làm đâu sợ đó anh, chắc chắn là bay luôn. Quan trọng là canh cho nó cái miếng giấy, cái miếng bọc cho nó ngay. Với lại cái nang mình vuốt cho đều là được à. Bạn thấy con diều mình làm bay dễ thả không? Đó. Định diều lanh với ghê không? Giật 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 giật. Hết dây luôn nha. Bữa nay mình chơi lớn luôn đi, thả này, hết dây luôn. Chơi siêu to khổng lồ luôn, thả hết cuộn dây chỉ này luôn. Queo luôn. Chắc bứt dây luôn á anh, chứ cuốn cỡ nào mà nổi. Đặt nó đừng anh này kìa. Rồi con diều ơi, nó hết thấy luôn rồi kìa. Con diều mới thả chút xíu mà nó muốn còn nhỏ xíu rồi mọi người ơi. Thả hết luôn, thả xong bứt dây bỏ luôn cho người ta nghỉ chơi luôn. Bây giờ mình sẽ thả thêm một con diều phụ cho nó chạy lên tới cái bọc chảnh luôn. Rút lại chút xíu nè. Rồi đó. Nó lên theo kìa. Ê, nó lên mau quá vậy anh. Hả? Cái gì? Thấy nó lên mau quá vậy. Này là tuyệt chiêu à. Lên. Đây nó lên nửa đường rồi kìa. Đó, cái này là tuyệt chiêu nha các bạn. Thả thêm một con diều phụ nha các bạn. Nhìn thiệt mắc cười vậy chứ. Anh thả con diều Doraemon lên luôn đi anh. Có chân lưỡi anh Kha. Nè mọi người chuẩn bị thả con diều Doraemon cho rồi, mọi người xem nha. Tới cái con Doraemon này nha. Rồi có thằng bị đứt dây nè, có thằng bị đứt dây nè. Lúc mà đi chơi con diều Doraemon á, nông nổi giao cho thằng trẻ trâu nó thả con diều bị bọc. Bây giờ nó tuốt ở trên trời á, mà giờ nó cuốn nó không cho mình bứt chỉ nữa, mới ác chứ. Giờ nó bắt quấn gì nè, đang còn con chỉ của nó. Hình bứt ghế. Em gọi lên con thấy con diều bọc không em? Thấy cái chấm nhỏ xíu à. Đó, nó bay im gu trển đã ha. Mấy diều làm thả im lắm các bạn ơi. Thì mấy bạn nào mà chưa biết làm diều bọc đó thì bữa nay mình hướng dẫn cho bạn chi tiết luôn đó. Các bạn có thể làm theo thả chơi nha các bạn. Cũng sắp hết mùa diều đó, tranh thủ thả đi nha. Ừ, ngày mai mình sẽ làm mấy con diều khó hơn của các bạn yêu cầu nha các bạn. Con diều này, con thôi giờ tắt video đi, đặng anh cuốn con diều.